Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ trồng cây sen đá con vô cái chậu này. Mời các bạn theo dõi nha. Thì ở đây mình có một ít phân mình trộn với một tí đá. Mình tiến hành mình trồng nha các bạn. Mình tiến hành mình trồng thôi. Rồi có một mớ đá con để mình để trên mặt nè. Đó. Bây giờ mình trồng. Mình tạo một cái lớp đất ở dưới trước nha. Mình sẽ trồng ba cây ghép, mình cũng không biết tên luôn, nhưng mà mình biết một cây khơ và một cây muông, một cây muông màu xanh và một cây màu tím và một cây sen xanh, tương đối là ba cây. Đây là cái chỗ mình ương những cái lá sen giống nè. Bây giờ mình có nè, hôm nay mình sẽ ứng cây này. Chỗ này có cây cây nè, đó, nó trồng cây, đây trồng cây nè, bây giờ mình bứng rồi. Mình tỉa rồi mình trồng với chậu các bạn. Đó. Đã cứng ngắc luôn. Không có một miếng rễ luôn. Mình đã vô xong được một cây. Tiếp tục một cây nữa nè. Làm cái trồng cái cây này cần phải nhẹ tay các bạn. Rất là mềm mềm. Rồi tiếp tục là cây khơ.
Rồi tiến hành bỏ phân vào, nhét phân vào. Thế là mình đã có được một cái chậu cây viên đá. Các bạn thấy hay cho mình một like và subscribe nha, follow cũng được để chờ kết quả cây nó lớn như thế nào. Này mình chơi thử nghiệm thôi nha. Công việc nhẹ nhàng, rảnh rỗi, mình chơi chân đá, chơi sở thích. Đó. Đây là ba loại giống mình mít nha các bạn. Một loại khơ, một loại sen đá muôn, sen đá xanh và một loại hồng. Cây này cây hồng. Chờ một thời gian thì cái lá mầm này nó tự khô và nó rụng đi. Đó. Hôm nay là ba cây sen đá ba loại. Làm cái này là cần phải nhẹ tay. Rồi. Mình tưới cho nó một miếng nước. Mình đã trồng xong rồi đó. Bây giờ mình tiếp tục cho thêm một ít đá nữa. Rồi, cái trái sống á.
chờ đi xấu nè nó rụng mấy cái lá đi rồi thấy lớn lên chút mà đi. Tôi sẽ quay cho các bạn xem. Thành phẩm của mình đã xong rồi đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh, cho mình một follow, một like, share nếu bạn thấy thích nha. Thank you, hẹn gặp lại lần sau.